xin kính chào cô chú anh chị, ngày mới an lành nha. Rất vui gặp lại cô chú anh chị trên kênh Chung Một Vòng Tay ạ. Khoai lang đường 2 ký 10 ngàn. Ở đây là khoai lang đường 2 ký 10 ngàn. Ở đây thì hôm nay thì chúng ta đến ghi hình ở chợ mới nha cả nhà ơi. Và còn đây là phía bên ngoài chợ nha. Đây là phía bên ngoài chợ nè. Chợ và phía bên cổng trước của chợ như thế nào. Chợ mới ở trên địa phận của thị trấn Chợ Mới và huyện Chợ Mới cũng đều có chung một tên là Chợ Mới ha cả nhà ha. Dù là bao nhiêu năm, bao nhiêu thế kỷ vẫn là Chợ Mới ha cả nhà. Thôi tôi mời bà con mình đi vào phía bên trong để mà ghi hình phía trong chợ nha. Xem cảnh bà con mình sinh hoạt mua bán vào buổi sáng nha cả nhà ơi. Thường thì nếu là chợ nông thôn á thì bà con mình sẽ dọn chợ và mua bán sớm hơn. Còn như ở những chợ, chợ thị trấn, chợ thành phố, chợ huyện đều là dọn hàng trễ nha cả nhà. Và người dân cũng, bà con đi chợ cũng trễ một chút, chứ không có như là ở chợ nông thôn ở quê. Như những chợ mà vùng sâu vùng xa thì giờ này bà con mình đã buôn bán sầm uất lắm rồi, buôn bán nhộn nhịp lắm rồi. Còn như hôm nay thì chúng ta đến ghi hình ở thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới mình. Thì thấy cái chợ vẫn còn im lìm, vẫn còn chìm vào giấc ngủ cả nhà ơi. Bà con mình cũng chưa thức dậy để dọn hàng nè. Mới có lác đác vài gian hàng thôi, thấy cũng thưa thớt hay cả nhà. Thôi kệ, mình đã đến rồi thì có sao, mình ghi hình vậy nha. Đây có cửa hàng này thì dọn hàng đã bán nhiều rồi nè. Những mẫu mã quần áo rất đẹp và những cái mẫu nón để cho bà con mình đi du lịch, đi du lịch đội cũng xinh xắn nữa.
đây sớm quá cả nhà ơi, cho nên là còn nhiều gian hàng mới bắt đầu dọn hàng, hay hoặc là còn chưa mở cửa để dọn hàng nữa. Thường thường thì như tôi nói đó, những chợ huyện hay là chợ thành phố gì thì đều sinh hoạt muộn hơn. Dạ, sinh hoạt muộn hơn một chút, trễ hơn một chút ạ. Còn như những chợ nhỏ nhỏ lẻ của mình ở vùng quê thì giờ này là buôn bán nhộn nhịp lắm luôn rồi. Nhưng cũng vì thói quen thì cứ đi ra đường sớm, đi ghi hình sớm, cho nên là vì vậy mà đến đây cũng sớm quá. Xuống phía bên ngoài nhà lồng, phía bờ kè nha. Bà con mình ngồi bán dọc bờ kè cũng nhiều lắm. Hồi nãy giờ mình đi vòng phía trong, phía bên trong chợ. Bây giờ mình đi ra phía ngoài nha. Chỉ có vùng Bảy Núi nè, Tri Tôn, Tịnh Biên, Nhà Bàn thì là mới có loại trái trúc đó thôi nha. Mình đi vòng vô chợ nha. Đây, hôm nay có gian hàng trái cây của em gái nè. Trời ơi, đủ thứ ngon các bạn ha. Đó, có bồng bon, có nhãn, nhãn trái to bự luôn nè. Rồi khóc cái nào cho nãy đi hết hồn luôn. Nho với chôm chôm thì mình cũng bà con mình nhìn thường quen rồi. Còn hồi trước mình thấy nhãn xuồng nhỏ không, giờ trái bự quá trời luôn. Rồi trái bồng bon nữa nè. Hồi nãy giờ mình đi phía trong nhà lòng chợ, rồi bây giờ mình ra phía bên ngoài bờ kè của chợ mới mình xem bà con buôn bán nha. Thôi mời cả nhà cùng tôi đi tiếp một đoạn nữa nè. Đây là những bộ quần áo cho các bé dễ thương không? Đó. Có ốc gạo không gì? Nhiêu ký vậy chú? Bán cho con ký đi. Mình mua một ký ốc gạo, cả nhà ốc gạo ngon lắm. Nó còn sống không chú? Ốc gạo nè, chỉ có chợ mới mới có thôi. Còn cái này là sao mình không ngâm nước ta? Năm rồi á, ngon nước còn đây đâu có chịu quá. Dạ. Tụi con sao để mấy cái bịch đến kia vậy chú? Ốc phóng xanh. À, ốc phóng xanh, trời ơi. Rồi thôi tắt lấy tiền trả tiền mua ốc cả nhà ơi. Đi theo này, đi theo chị để quay thả, để thả ốc nè. Đây,
chị phóng xanh ốc đó cả nhà ha. Chị cũng bán ngoài chợ này hả chị? Bán giải lắm hả chị? Dạ. Dạ. Đây là một nét đẹp văn hóa ở miền Tây nha cả nhà. Dạ. À, vào mùa này vào tháng những ngày tháng Vu Lan thì bà con mình nói đúng ra không phải là do tháng Vu Lan mình mới phóng sanh được cả nhà. Bất cứ ngày nào mình phát tâm mình phóng sanh cũng được hết trơn á, phóng sanh cá hay là cua ốc gì được hết á cả nhà ha. Và đây là chị bán giải ở chợ mới nè. Chị cũng mua ốc gì chị phóng sanh nè. Đây là một nét đẹp văn hóa của miền Tây quê tôi. Thôi mình đi nữa cả nhà. Rất hay. Ở đây là nhà lồng chợ mới. Nhà lồng chợ mới thì bà con mình bán đồ ăn sáng nè. Dạ. Chợ mới bà con mình bán đồ ăn sáng nhiều lắm cả nhà. Đây là chữ nhà lồng chợ mới nè. Ghi hình sơ lược chợ mới cho cả nhà mình xem nha. Chợ mới thì nói đúng ra tôi cũng ghi hình rất là nhiều lần rồi, chứ cũng không phải là mới lần đầu, nhưng mà cũng cứ thỉnh thoảng trở lại ghi hình lại cho bà con mình xem. Tôi nghĩ những bà con xa quê thì cũng sẽ nhớ quê và muốn nhìn ngắm lại quê hương mình, những nơi chợ mình đã từng đến từng đi, cho nên là tôi cũng thỉnh thoảng tôi đáo lại, thỉnh thoảng thì trở lại để tôi ghi cho cả nhà mình xem vậy thôi. Nói về chợ mới thì bán đồ sầm uất lắm cả nhà, rất là nhiều thứ. Thì chỉ đi ghi hình cho cả nhà xem thôi chứ mình cũng không có mua sắm gì. Mua sắm thì nếu mà đi mua sắm thì mình cũng không có đi quay, mình đi mua sắm thôi. Còn hôm nào đi ghi hình thì mình ghi hình, mình cũng không có mua sắm gì hết cả nhà. Theo bờ kè thì bà con mình cũng bán hàng rất là ngon, mà nhiều nữa hả cả nhà. Bởi vậy chợ thị trấn thì nó cũng phải khác hơn ở chợ những chợ nhỏ ở vùng xa của thôn quê rồi. Cái hải sản và đồ đồng, cá đồng hay là rau củ ngon ở cả nhà ha. Đó,
cứ lâu lâu gì đó mình ghé lại chợ mới mình ghi hình lại cho bà con mình xa quê để đỡ nhớ nhà nè. Đây cũng không phải là một lần đầu mình đến mình ghi hình chợ mới đâu, mình quay chợ mới rất là nhiều lần rồi, nhưng mà thỉnh thoảng mình cũng cứ trở lại để ghi hình cho bà con mình để đỡ nhìn ngắm lại để đỡ nhớ nhà nè. Bởi vì đâu phải ai cũng có thể đến chợ mới đâu, những người ở nơi khác, nhưng mà bây giờ mình là người con quê hương, mình phải xa quê vì một lý do nào đó thì nhìn lại sẽ thấy đỡ nhớ hơn. Thôi thì tôi cũng mời cả nhà cùng tôi đi tiếp nữa nha. Trời ơi rất là nhiều luôn cả nhà ơi, ngon lắm luôn á. Em ơi cá hồi bán sao vậy em, cái đầu cá hồi nè? 1 ký. Ờ 1 ký hả? Một cái nó là 1 ký sao? Tao cứ lấy cho chị 2 cái thôi. Lựa cái đỏ đỏ cho chị. Bữa nay là ngoài ý định không à, không có định mua, giống như thấy ốc nè. Chắc tại chị đi sớm quá hay sao quá cho nên là giờ này cũng mới dọn hàng, chứ còn có chiều cửa hàng cũng chưa có mở cửa. Cái cá này cá gì vậy cưng? Cá này nè, trời ơi lạ quá ha. Cá đó ngon, lựa cưng, lựa cái đầu đỏ đỏ này cho chị đi. Cái cá này không, cái này ừ, hai cái này đi. Nhiêu cưng? Thôi để cho chị về chị làm. Thôi chị cảm ơn cưng nha, chị đi ha. Đi cả nhà ơi, mình mua được 2 cái đầu cá hồi. Không biết về làm gì nữa. Chắc về là nấu lẩu quá. Nhưng mà đem về cho mẹ làm gì làm. Thôi đi nữa cả nhà ơi. Chợ nhà lồng quá, nằm cặp với dưới bờ sông vậy nè. Sạch sẽ thoáng mát quá cả nhà ha. Hôm nay chợ đông quá trời luôn, vui ghê. Vui quá hà, hôm nay chợ đông quá trời, mình mua rồi. Trời luôn, ngon lắm cả nhà ha. Ồ, hôm nay cũng lâu lâu rồi đó mình mới ra lại chợ mới nè, cho nên thấy hôm nay thấy quá luôn rồi, đồ ngon không à. Bởi vậy nhiều khi nói cả nhà đừng có cười mình, chứ mình giống như lạc hậu vậy đó. Đi quay những chợ vùng sâu vùng xa, chợ nhỏ nhỏ nhỏ, rồi bây giờ ra chợ thị trấn cứ thấy hết hồn luôn. Đồ ngon quá trời. Ngon quá cả nhà ơi, quá trời luôn, một dãy luôn, thuốc ở kia luôn kìa. Đó, nhưng mà mình hồi nãy mình mua 2 cái đầu cá hồi rồi. Thôi đi nữa cả nhà ơi, trời ơi, chợ vui quá à, hôm nay đông nghẹt luôn hà. Vui quá trời. Vui quá, quay phim mua cá tra hả chị? Trời ơi, mua 2 cái đầu cá hồi đây rồi, đây nè, đó. Rồi tưởng mua cá tra bự rồi. Rồi 1 ký ốc gạo nữa nè. Cá bóng chạy đó, vậy tưởng quay thì mua tiếp. Em nói là mẹ đi chợ mua hết trơn rồi, em không được đi chợ. Tại cũng như mình thèm, mình muốn ăn á, mình mua thêm vậy đó. Cái về làm sạch sẽ, bỏ tủ lạnh vậy đó. Rồi chừng nào ăn lấy ra, chứ còn mẹ mua hết trơn hả? Mẹ mua cho ăn gì ăn đó hả? Vậy đó. Thôi em đi nghe, hồi xưa không có tiếp gì được gì hết trơn. Ôi trời, nay vui quá trời luôn hả? Nay đông mà đồ ngon quá cả nhà ơi. Hết biết luôn à, quá khứ rồi. Nó đau lòng lắm Út ơi. Cái này là cá để thả này cả nhà, phóng sinh đó cả nhà ấy. Ôi ôi, cá lóc chồng nữa, cái nhỏ nè, cá giờ ngon luôn rồi. Cá chạch, cá gì nữa? Có ông đậm bên đây mà. Mình không có đi chợ, ở nhà thì ở nhà đi chợ rồi, cho nên là mình ít đi chợ, mình không biết được nhiều á cả nhà. Mong mà cả nhà thông cảm cho mình nghe, mình cũng không biết hết những tên cá rồi đâu. Ở đây thì cũng không có chỗ gửi xe cho nên bà con mình đi chợ cũng chạy xe vô vậy nè, cho nên hơi chật.
chợ hôm nay bán đồ ngon quá, hình như là ngày nào cũng vậy đó cả nhà, chợ thị trấn mà, chợ lớn của huyện mà, cho nên là bán đồ rất là ngon mà nhiều nữa, như vậy thì mới phục vụ hết cho bà con mình ở khu vực này được cả nhà. Dạ nay gặp nữa thì cứ lâu lâu đáo lợi vậy đó chứ đâu có quên được chợ nhà mình mà. Và bây giờ ở trong kia làm rồi không cho bán hội luôn ở đây đó ha. Rồi, dạ, rồi. À, quá trời luôn vậy đó mà thắc mắc này kia. À, nói sao không làm không sửa, giờ người ta sửa là không chịu vô ngồi, ghét không? À, cái này là ta phạt là đúng nè ha. Bởi vậy ra đây ngồi vui quá cái hội luôn à. Thôi em đi vô trong kia. Dạ. Đây bây giờ tới nhà Long rồi, mình phải vô trong đây thì là mình mới qua bên phía bên kia được cả nhà. Đi vô hỏi thăm bà chị yêu mình chút xíu thôi. Người yêu. Tôi lên coi, dạ tôi khổ quá trời rồi. Tôi khổ quá trời, tôi ở nhà biệt thự giờ tôi muốn xây lên mấy cái mấy căn nữa. Bốn màu đẹp chưa? Đó cả nhà đó bà chị mình á, bà giàu lắm nha cả nhà đó, bà bán rau vậy đó mà bà than vậy đó, rồi tính cất thêm nữa hay gì á. Có biệt thự rồi tính cất thêm mấy căn lầu nữa hay gì á. Dạ ai bán cũng muốn con vợ. Phải đó, em gành lắm, tôi gành lắm cả nhà ơi, cái tôi không có nói dốc vào cả nhà, nói thiệt á, bà chị bả giàu dữ lắm luôn á. Đây uống một cà phê hả đi. Thôi em đang điện thoại có khách loại nhà kìa, cho nên giờ lát phải về phải ấy nè. Thôi đi nữa cả nhà ơi, bây giờ đi đường này đi. Trời ơi hôm bữa em quay cái vụ mà đi ông bà chủ chợ đổ con tường ở bên Cao Lãnh em quay đó, cái kỳ cúng lễ lớn quá trời, cái nó có mở lễ hội thi đá gà đó, đám dỗ ông bà chủ chợ. Ông bà chủ chợ đúng rồi. Đi về sớm tết đi con. Dạ. Ơi thôi em về chứ để đứng nói hồi tới chiều đó. Thôi về cả nhà ơi, về đi đặng rồi còn lo công chuyện ở nhà nữa. Phía trong nhà lòng chợ nè, thôi giờ đừng đi đây, đi vòng qua. Chợ bữa nay sửa lại đẹp lắm cả nhà. Đó hôm trước thì có sự sụp sạt lở, hôm nay thì sửa lại quá đẹp luôn nè. Ôi ôi chắc chắn ngon lành cho bà con mình nè. Nhưng mà tại sao mà chưa vào trong ngoài bán nè. Đó bởi vì hôm trước mà sạt lở đó thì bà con dọn ra bán ở ngoài quen mối quen khách ở ngoài là giờ ngộn hãy luôn. Con quay con đăng lên YouTube. Ôi ngoài kia hì ngoài kia luôn, ở đây sao buồn hiu hả? Ôi ôi ngoài nhà lồng cũng phải chờ. Giờ đi dưới cân tại bán đây á. Dạ dạ. Dạ. Con cũng ở gần đây nè, con cũng dân chợ mới đây đó. Chợ nhà mà. Bởi giờ lâu lâu cái đi đáo lợi quay vậy đó. Lâu lâu đáo lợi quay cho bà con xa quê người ta coi đỡ nhớ nhà. Thôi con đi nha. Dạ, con ở nhà cũng đang có công chuyện mới điện cho con, bây giờ con tranh thủ con về. Dạ dạ đúng rồi đó. Dạ. Có khi cái con lấy xe con chạy vòng vòng chợ mới nè. Cái đăng cái mấy người người ta xa quê đó, người ta coi tới nó trời họ bến xe giờ dời rồi ha. Rồi này kia nọ người ta xa quê hồi xưa giờ đó. Đó đó. Người ta nói cái chợ mới hồi xưa đâu có lớn dữ vậy đâu, rồi là cái bến xe ngay đây đó ha, ngay chợ mới đó, bây giờ dời tuốt mà kia gì ta coi ta hỏi thấy thương lắm. Dạ đó, nhờ như vậy, nhờ có những người như tụi em vậy nè thì bà con mình là mới coi được chứ sao mà một lát mà chạy về mời quê hương được. Người ta quay từ cái chân đồng chuẩn dài xuống về như ta mở đường mới nha chiều đó. Dạ dạ đó 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 đó, em cũng vậy đó, vậy làm cho bà con mình biết cái quê hương mình nó thay đổi á. Dạ thôi thôi em đi nha, ở nhà đang có công chuyện. Dạ dạ, ngay chỗ mà em thấy cậu trưởng xuống đó ngày đó đang xây gì ta, công viên hay gì đó đẹp quá trời. Ở ngoài chân quê ta không phải đất đó, người ta của mấy ông mà có tiền người ta đầu tư đó, ta mua nguyên cái miếng đất mấy á, rồi nó chia ra một người mà mắc một cái nền cho đấy cô, rồi ta làm công viên cái bên đây, là công viên bên đây nữa. Bởi vì vậy là đỡ cho người dân mình này có chỗ cho trẻ con rồi nó đi chơi rồi. Nó ngoài thì 2 tỷ mấy, ở
212 tỷ đến 8 túi. À làm vậy ta mua rồi ta phân rồi ta bán, ai mua rồi làm vậy đó ha. Bán làm gì đó. Dạ dạ. Tự động cắt gì đó cắt. Mua làm gì làm nha, làm công viên. Trời tới đây là đẹp lắm luôn á. Dạ. Hồi nãy em đi ngang em thấy chứ hôm trước giờ không thấy nữa. Mắc giờ hôm trước giờ mắc đi YouTube Tịnh Biên chổng quay chổng ở nhà bàn đồ chổng. Quay chùa quay đồ chổng. Thôi con đi nha. Để. Thôi đi nữa cả nhà ơi. Ở nhà đang có khách. Đường này nữa ra nha cả nhà, tại vì dòng cũng hết chợ rồi, nhưng mà mình bởi vì kẻ cả nhà mới vừa điện thoại nhà có công chuyện đó, cho nên mình cũng ghi hình thêm chút xíu cho cả nhà mình xem, rồi có thể mình sử dụng video nha cả nhà. Nãy giờ mình đi vòng vòng cũng hết chợ rồi cả nhà, chợ hôm nay bán hàng rất là nhiều, bà con đi chợ đông vui quá cả nhà nhìn thấy rồi đó ha. Có lẽ tôi cũng xin tạm dừng video của mình ở đây. Xin tạm biệt, hẹn gặp lại tiếp sau nha, bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.